5 mỹ nhân hoa ngữ đi lên từ vai diễn A Hoàng. Thứ nhất, Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng bắt đầu nổi tiếng từ sau khi vào vai A Hoàn Kim Tỏa trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách năm 1997 do Quỳnh Dao chấp bút. Ban đầu, nữ sĩ Quỳnh Dao dự định cho mỹ nhân họ Phạm đảm nhận vai chính nàng Cách Cách Hạ Tử Vi. Tuy nhiên sau đó, bà lại lựa chọn Lâm Tâm Như, còn Phạm Băng Băng bị để xuống vai nàng hậu của Hạ Tử Vi Kim Tỏa. Sau đó không lâu, trong Tiểu Lý Phi Đao, cô tiếp tục đóng vai nàng hầu Hạnh Nhi. Nữ diễn viên không nề hà khi vào vai diễn thấp kém, không được khán giả chú ý. Cô luôn nghiêm túc, chăm chỉ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Năm 2004, sự nỗ lực không ngừng của Phạm Băng Băng đã được đền đáp khi cô bắt đầu được biên kịch giao cho vai diễn Dương Quý trong Đại Đường Phù Dung Viên. Kể từ đó, chặng đường diễn xuất của nàng hầu Kim Tỏa bước sang một trang mới. Cô liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh khổng lồ, có tiếng vang trong showbiz hoa ngữ với các vai diễn lớn như Võ Tắc Thiên trong Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Nàng Đát Kỷ trong Bản Phong Trần. Phạm Băng Băng còn tấn công ra thị trường điện ảnh thế giới khi góp mặt trong các bộ phim bom tấn của Hollywood như Iron Man 3, X-Men. Hiện tại, mỹ nhân họ Phạm đã trở thành ngôi sao hạng A, diễn viên được săn đón nhất làng giải trí hoa ngữ. Cô được khán giả ca ngợi là Việt hóa thiên Nga sau khi đi từ vai diễn A Hoàn nhỏ bé lên trở thành nữ hoàng giải trí của Trung Quốc. Thứ hai, Dương Mịch. Trước khi may mắn được đảm nhiệm vai chính Lạc Tình Xuyên, một cô gái đang sống ở thời hiện tại quay ngược thời gian về thời phong kiến trong bộ phim cổ trang Cung Tỏa Tâm Ngọc, Dương Mịch đã phải đóng vai người hầu trong bộ phim Mỹ Nhân Tâm Kế. Phải đảm nhận vai thứ chính bên cạnh một loạt các tên tuổi nổi tiếng như Lâm Tâm Như, Trần Kiện Phong, Hà Thạnh Minh, nhưng nữ diễn viên đã chiếm được cảm tình lớn của khán giả và khiến người xem không thể quên được A Hoàn xinh đẹp, tốt bụng, thông minh và rất chân thành tên Mạc Tuyết Diên. Trong Mỹ Nhân Tâm Kế, Dương Mịch vào vai người hầu của Đậu Y Phòng do Lâm Tâm Như thủ vai, luôn theo sát bên cô và giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Vẻ đẹp như tranh vẽ cộng với số phận bi thương của nhân vật đã giúp Dương Mịch bước thẳng lên hàng sao. Nối tiếp thành công từ vai A Hoàn Tuyết Diên, bà xã Lưu Khải Uy liên tục góp mặt trong các dự án phim lớn như Mỹ Nhân Thiên Hạ, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, nhanh chóng trở thành nữ diễn viên được săn đón nhất showbiz hoa ngữ. Thứ ba, Dương Di. Trước khi trở thành ngôi sao sáng của đài TVB, Dương Di từng có một thời gian chật vật khi mới bước chân vào nghề. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1997. Dương Di từng đóng không ít vai phụ như nữ phục vụ viên trong Nghĩa Nặng Tình Thân, thư ký trong Thử Thách Nghiệt Ngã. Năm 2002, Dương Di bắt đầu được khán giả chú ý khi xuất hiện trong vai người hầu Tô Ánh Tuyết của Diệp Tuyền trong phim Mạnh Lệ Quân. Dù chỉ đóng vai nhỏ nhưng khả năng diễn xuất xuất sắc của Dương Di đã giúp cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các biên kịch, các đạo diễn nổi tiếng. Bắt đầu từ đó, con đường nghệ thuật rộng mở trước mắt Dương Di. Năm 2006, sau bao nỗ lực, nàng hầu Tô Ánh Tuyết được giao cho vai diễn chính trong các tác phẩm đình đám của TVB như Sức Mạnh Tình Thân, Cung Tâm Kế, từ đó tiến thẳng lên làm nữ diễn viên chủ lực của đài TVB. Thứ tư, Thư Sướng. Mặc dù xuất thân là sao nhí nhưng khi trưởng thành, sự nghiệp của Thư Sướng lại không duy trì được như thời kỳ hoàng kim trước kia. Cô liên tục phải nhận vào vai A Hoàn như A Hoàn Cúc Nhi trong Tân Hoắc Nguyên Giáp, vai A Hoàn bên cạnh công chúa trong Tân Nữ Phò Mã. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô có một khoảng thời gian dài gặp khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình khi còn nhỏ. Diễn xuất mờ nhạt nên chỉ được nhận vào vai A Hoàn. Tuy nhiên, đến năm 2002, nàng A Hoàn Thư Sướng đã đổi đời khi đảm nhận vai Đồng Ngạc Phi trong bộ phim Hiếu Trang Bí Sử bước lên hàng ngũ phi tần. Kể từ đó, cô không còn phải vất vả gian nan và vai A Hoàn thất kém. Sau thành công từ vai diễn Đồng Ngạc Phi, Thư Sướng nhận vào vai chính trong một loạt các dự án lớn như Tân Thiên Long Bát Bộ, Chuyện Nàng Tinh Vệ Lấp Biển, Bảo Liên Đăng, Kê Tường Như Ý. Năm 2012, nữ diễn viên quay trở lại trong bộ phim Cung Tỏa Châu Liêm được khán giả khen ngợi không hết lời. Thứ năm, Tạ Na. Tạ Na là một trong những nữ diễn viên có hành trình đầy vất vả từ khi vai A Hoàn biến thành ngôi sao hàng đầu trong showbiz hoa ngữ. Từ nhỏ, Tạ Na đã ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Ban đầu khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, cô nhận tất cả các loại vai, kể cả những kiểu vai diễn không có chỗ đứng như A Hoàn, Nô Tì trong nhiều bộ phim Tráng Sĩ Xuất Quân, Phong Vũ Tây Quan. Trước đây, cô luôn bị mọi người chê là nữ diễn viên chuyên làm vai A Hoàn. Tuy nhiên, sau khi chuyển hướng sang làm MC, cô nổi lên nhanh chóng và trở thành sao hạng A. Hiện Tạ Na là MC của chương trình giải trí Gia Tộc Vui Vẻ, một trong những show truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất Trung Quốc. Với tài ăn nói khéo léo, khả năng ứng biến nhanh nhạy,
Tạ Na đã xóa bỏ danh hiệu chuyên làm A Hoàn trở thành đại tỷ được nhiều người ngưỡng mộ trong giới giải trí Hoa ngữ. We'll be right back.